các bạn. Hôm nay mình giới thiệu đó là giấy A4 màu nha. Mình có màu đỏ nè, màu cam sữa, màu trắng, màu vàng nhạt, màu nâu, màu ánh màu kim tuyến cũng có nha. Đây là bìa thơm bông đây. Và bìa nhũ đây. Bìa nhũ nè. Ánh ánh đó các bạn. Mình có rất là nhiều màu đây. Mình có thể tới nhà sách anh em ở Ba Gia để lựa nha. Giấy đẹp kẹt nè. Bìa thơm bông, đồ này nọ rồi mình cũng hết, có hết nha.